Vâng, xin chào các bạn. Khi chúng ta làm nghề môi giới bất động sản, việc có được khách hàng là điều vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên thì theo thời gian, theo năm tháng thì những khách hàng đó có thể họ sẽ mua được nhà hoặc chưa mua được nhà. Nhưng trong thời gian ngắn thì việc khách hàng mua được một bất động sản thường tỷ lệ nó sẽ rất là thấp. Ví dụ trong một tháng, các bạn xem video trước của tôi có hướng dẫn các bạn những cách để làm sao để có nhiều khách hàng trong bất động sản. Nhưng khi chúng ta có nhiều khách hàng rồi thì chúng ta sắp xếp lưu trữ những khách hàng đó như thế nào để chúng ta cần. Ví dụ chúng ta cần một khách sạn, khách hàng mua 5 tỷ ở quận Ba Đình chẳng hạn, thì và nhu cầu họ ra làm sao, chúng ta làm thế nào để không bị quên và làm thế nào để không mất thông tin đó, làm thế nào để chúng ta còn nhớ là những cái khách hàng đó chúng ta đưa xem những ngôi nhà nào rồi, để chúng ta tránh tư vấn trùng lặp những cái bất động sản đó và chúng ta vẫn nhớ được là cái đặc tính, những cái yêu cầu gì khi mua bất động sản của họ. Thế thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để lưu trữ khách hàng mua bất động sản. Nếu chúng ta không có cách làm cách lưu trữ thông minh khoa học thì cái tình trạng của chúng ta gặp phải là trước đây tôi cũng hay làm theo cách là tôi không tư duy về việc lưu trữ như vậy nhiều. Tôi chỉ gọi là cho vào danh bạ điện thoại, ví dụ tôi lưu là mua 3 tỷ Hai Bà Trưng, mua 2 tỷ Ba Đình, anh Luyện mua 4 tỷ Đống Đa, chị Hương, ví dụ như vậy. Và có những lúc sau khoảng độ 1 tuần, 2 tuần, thậm chí khi tôi đưa khách xong 2 tuần sau, khi mà tôi có một cái nhà lại phù hợp với cái khách hàng, tôi nhớ mang máng là như vậy. Có những lúc tôi không nhớ tên của khách hàng là gì, và tôi cũng không nhớ là nếu như tôi nhiều khách hàng, có những khách hàng nhiều quá, có những người mua 2 tỷ 1, 2 tỷ 2, 2 tỷ 3 chẳng hạn, ví dụ cùng tên là Cường hay là cùng tên là Sơn chẳng hạn, với tôi quên là mất là anh này hay là chị này là người có nhu cầu như thế nào, tôi quên mất, tôi chỉ nhớ mỗi tên và cái tầm tiền và khu vực án thôi đó, và nhiều thông tin cụ thể hơn thì tôi không nhớ được đó. Thậm chí có những khách hàng tôi còn chẳng nhớ mặt nữa. Thế thì làm thế nào nếu chúng ta cứ lưu chỉ trong danh bạ điện thoại không thôi thì cái nguy cơ là chúng ta quên khách hàng, chúng ta mất khách hàng rất là cao. Mặc dù khách hàng vẫn còn đấy, chúng ta vẫn còn số đấy, nhưng ta không tìm được, không nhớ họ là ai, thậm chí quên luôn là tên của họ. Vậy thì chúng ta lưu kiểu gì đây? Thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái phương pháp nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta không nên lưu ở quyển sổ nhé. Quyển sổ thì nó sẽ có một cái bất tiện là nếu như các bạn đi xa, không có ở nhà chẳng hạn, hoặc là các bạn có khi đang ngồi cà phê chẳng hạn, không phải lúc nào chúng ta cầm theo một quyển sổ. Lúc nào chúng ta chợt nhớ hay chúng ta biết một cái bất động sản nào đó chúng ta muốn giới thiệu cho khách hàng thì chúng ta lại không có cái sổ đấy, chúng ta không nhớ được, chúng ta cũng chẳng biết gọi như thế nào cả, chúng ta mất đi cơ hội hoặc lỡ thời gian của mình để trao giao tiếp khách hàng. Khi chúng ta về nhà rồi, khi việc này việc kia chúng ta lại quên mất, hoặc chúng ta không có thời gian để gọi điện nữa. Cái tốt nhất để chúng ta lưu trữ là làm thế nào để chúng ta lưu để nó luôn sẵn sàng trên điện thoại. Đối với người làm môi giới nhé, internet và 3G luôn luôn tồn tại, chúng ta đặc biệt là chúng ta phải dùng smartphone. Và lời khuyên của tôi ở đây là các bạn sẽ lưu trữ ở trên file Excel, và đây gọi là chúng ta dùng trang tính của Google. Các bạn đăng tài khoản và vào Google Drive phần trang tính, các bạn vào đó các bạn sẽ lưu danh sách khách hàng của mình ở trong đó. Thế thì trong cái bảng đó thì tôi sẽ ghi là nhật ký khách hàng. Thì nhật ký khách hàng các bạn chia những cột như sau này: cột số 1 là cột thứ tự, cột 2 là cột tên, cột 3 là cột số điện thoại, 4 là các bạn ghi là nhu cầu cơ bản nhá. Đấy, thì các bạn sẽ ghi là ví dụ anh Cường mua 3 tỷ để ở, cần 2 ngủ, 2 vệ sinh. Đó, các bạn ghi cơ bản như vậy và yêu cầu nhà ở luôn, không mua đất, nhà ở luôn, ví dụ như vậy. Hoặc là bác Long mua nhà diện tích trên 60m, khu Ba Đình, yêu cầu là nhà có sân, ví dụ như vậy. Nhà xây khung, nhà ở luôn, hoặc là có thể là đất, mua đất cũng được. Các bạn ghi chú những cái thông số cơ bản đó. Sau đó thì các bạn cột tiếp theo là cột thứ 5, các bạn sẽ ghi thông số là những bất động sản, và ghi bất động sản đã xem, ghi BDS đã xem. Ở đó các bạn ghi tất cả những bất động sản đã xem, ví dụ xem nhà số 3 ngõ 79 Đội Cấn chẳng hạn, rồi chê cái gì bạn ghi vào đấy. Ví dụ số 2 ngõ 81 Kim Mã chẳng hạn, nhưng không ưng cái điểm gì ghi vào đấy, để các bạn rút kinh nghiệm là không đưa những cái nhà mắc những cái lỗi như vậy nữa. Đó. Rồi cái cột thứ 6 các bạn sẽ ghi kế hoạch chăm sóc khách hàng. Ghi chứ, kế hoạch chăm sóc khách hàng. Thì kế hoạch này là gì? Các bạn sẽ ghi ngày các bạn dự kiến đưa khách đi xem, hoặc là thời điểm các bạn hẹn khách đi xem chẳng hạn. Giờ các bạn hẹn khách đi xem và những bất động sản, ví dụ ngày hôm nay các bạn có thêm 10 bất động sản mới chẳng hạn, thì 10 bất động sản đấy các bạn mở cái trang tính ra, mở cái nhật ký khách hàng này ra, các bạn xem nhà bất động sản này phù hợp khách hàng nào thì các bạn điền vào đấy trong cái mục kế hoạch chăm sóc khách hàng ấy. Ví dụ các bạn có những cái nhà mới, các bạn cho vào cái ô kế hoạch chăm sóc khách hàng đối với những khách hàng phù hợp. Cột thứ 7
cái này tôi tùy từng người ghi nhé. Các câu thứ bảy là gì? Là yếu tố quan trọng. Ghi chữ yếu tố quan trọng. Yếu tố quan trọng ở đây là gì? Các bạn sẽ ghi những cái gì? Ví dụ khách hàng là một nhà đầu tư, họ muốn mua một bất động sản để giữ tiền, thì yếu tố quan trọng của khách hàng ở đây là gì? Là giữ tiền. Giữ tiền. Thì có những khách hàng lại gì? Yếu tố quan trọng là gì? Tạo ra dòng tiền. Ví dụ 1 tỷ phải ra 200 triệu một tháng, một năm chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Và yếu tố quan trọng của hai vợ chồng khách hàng là yếu tố quan trọng gì ạ? Là gần trường tiểu học để con đi học không quá 5 phút, vì con hay dậy muộn hay đi học muộn nên mua gần trường. Đấy. Hoặc yếu tố quan trọng nữa thì đối với hai ông bà già gì? Yếu tố quan trọng là gì? Là gần hồ, gần công viên để đi tập thể dục. Đó, đấy là yếu tố quan trọng bắt buộc phải có khi mua một bất động sản của khách hàng. Các bạn ghi yếu tố quan trọng đó, thì đấy sẽ là điểm nhấn để các bạn có thể tư vấn cho khách hàng. Và yếu tố quan trọng các bạn có thể ghi là gì? Là khách hàng này thì sợ quy hoạch, nhà phải chắc chắn không quy hoạch. Đấy. Hoặc là khách hàng này không mua top hậu, chắc chắn không mua top hậu, ví dụ như vậy. Hoặc là yếu tố quan trọng là gì? Là khách hàng mua đường đâm hay gần chùa cũng được, khách hàng không mê tín. Có thể các bạn ghi như vậy. Đấy, những yếu tố quan trọng để dựa vào đó để các bạn chốt khách hàng. Đó. Hoặc là yếu tố quan trọng là gì? Khách hàng này họ mua thực sự họ không quá quan tâm đến cái việc là đầu tư lãi bao nhiêu một bất động sản, mà việc họ muốn là gì? Họ sẽ đưa con họ đi mua cùng để dạy con họ cách mua một bất động sản như thế nào và bán một bất động sản ra làm sao. Những yếu tố quan trọng khách hàng này là gì? Dạy con cách mua và đàm phán mua, ví dụ như vậy là yếu tố quan trọng. Và dùng những yếu tố đó để các bạn sẽ chốt khách hàng sau này. Thì lát nữa thì tôi sẽ gửi cho các bạn cái bảng khi nhật ký khách hàng lên. Và các bạn nên chia ra, ví dụ mỗi một trang, ví dụ tầm từ 1 đến 3 tỷ các bạn sẽ cho vào một trang, từ 3 đến 5 tỷ các bạn cho một trang, ok, từ 5 đến 10 tỷ các bạn cho một trang, và từ 10 đến 20 tỷ các bạn cho một trang, và trên 20 tỷ các bạn cho một trang. Thì các bạn sẽ phân khúc cái tầm tiền khách hàng để khi có một bất động sản mới các bạn có được, có thông tin được, thì các bạn sẽ có những cái trang tính các bạn phân loại ra luôn, các bạn sàng lọc bất động sản và lắp ghép vào từng khách hàng như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Đó. Việc các bạn có bất động sản mới và các bạn cứ ngồi bạn mở nhật ký trang tính ra, bạn xem danh sách, cái bất động sản hợp lý này, cái tầm này tiền này sẽ lắp ghép vào những khách hàng nào, tầm này tiền có những đặc tính này thì sẽ phù hợp với những khách hàng nào, hàng tối hoặc là mỗi khi đi làm về, hoặc những lúc bạn đang làm việc bạn mở máy tính ra bạn nhìn theo dõi cái nhật ký khách hàng này, các bạn sẽ có kế hoạch để gọi điện. Cái anh này hôm trước gọi điện là đi công tác một tuần về, thì các bạn cũng ghi vào trong là kế hoạch chăm sóc này, hẹn là một tuần sau gọi điện này. Đấy. Hoặc anh này hẹn là chiều nay đi xem nhà này, các bạn nhìn vào cái kế hoạch chăm sóc các bạn biết được là đến lúc nào phải chăm sóc nhà. Và các bạn có thể thêm một cột nữa để đánh giá chất lượng khách hàng. Là cột cuối cùng là cột bên ngoài, các bạn để cái gì ạ? Là ghi chữ chất lượng CLKH là chất lượng khách hàng. Các bạn có thể đánh giá tùy theo là sao hoặc là ABCD thế đấy. Ví dụ xuất sắc là 5 sao, bình thường là 4 sao, kém hơn là 3 sao hoặc là 1 sao. Đó, và các bạn sẽ đánh theo cột đó. Lúc đó các bạn dùng cái filter các bạn lọc, thì các bạn hãy ưu tiên nhé. Khi bạn mở cái nhật ký kinh doanh ra, các bạn sẽ ưu tiên là sẽ gọi điện và sẽ nói chuyện với những khách hàng 4 sao, 5 sao trước. Khi gọi điện hết những khách hàng 4 sao, 5 sao mà chúng ta chưa có cuộc hẹn hoặc là chưa có được lịch đi xem rồi, chúng ta mới quay trở lại gọi điện cho khách hàng 3 sao và 2 sao. Đấy. Vừa rồi là tôi chia sẻ các bạn phương pháp đấy, và hy vọng là các bạn nào đang áp dụng những cách nào hay hơn thì các bạn hãy comment xuống dưới để chúng ta cùng giao lưu, cùng chia sẻ. Còn bạn nào chưa sử dụng công nghệ và chưa sử dụng tư duy trong việc lưu trữ danh sách khách hàng, thì hy vọng là cái giải pháp vừa rồi của tôi có thể giúp cho các bạn quản lý danh sách khách hàng tốt hơn. Và việc quản lý danh sách khách hàng tốt hơn sẽ giúp cho các bạn là không bị quên khách hàng, không bị mất số điện thoại, và chúng ta nhớ kỹ hơn nhu cầu khách hàng để chúng ta tư vấn những bất động sản cho khách hàng chính xác, và cơ hội chốt nhà cũng sẽ tăng lên. Và chúc cho các bạn sẽ bán được thật nhiều nhà. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy vui lòng chia sẻ cho những người đang cần đến nó, và đừng quên ấn nút theo dõi, bật chuông thông báo để khi tôi ra video mới bạn sẽ là những người đầu tiên được nhận video của tôi. Xin cảm ơn.